Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Các bạn đang nghe cuốn sách Bảo Đại Hoàng Đế Cuối Cùng của tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang. Lời nói đầu. Năm 1986, Edward Bear, một nhà báo quốc tế nổi tiếng, đã ghi lại tiểu sử của vua Phổ Nghi, vị vua cuối cùng của nước Trung Hoa, rồi viết thành một cuốn sách với tựa đề The Last Emperor, nghĩa là Hoàng Đế Cuối Cùng. Sau đó, đạo diễn tài ba Bernardo Bertolucci đã dựa trên tác phẩm của Bear để dựng thành bộ phim cùng tên. Khán giả Việt Nam cũng đã được xem phim này, một bộ phim giá trị và hấp dẫn với sự dàn dựng công phu của đạo diễn. Sau khi xem phim The Last Emperor, tôi liên tưởng đến hoàn cảnh nước ta năm 1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập chính phủ lâm thời, vua Bảo Đại đã ra cửa ngọ môn kinh đô Huế để thoái vị trước nhân dân và sau đó xin được làm công dân Vĩnh Thụy của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau khi thoái vị, Bảo Đại được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm cố vấn cho chính phủ, sau đó đi theo phái đoàn Việt Nam sang Trung Quốc và nhân dịp này đã ở lại Hồng Kông. Tới năm 1949, Pháp đưa Bảo Đại quay lại ngôi quốc trường dưới sự cai trị của Pháp. Đến năm 1955, khi Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng miền Nam, ông ta đã tổ chức trưng cầu dân Ý truất phế Bảo Đại. Từ đó, Bảo Đại sống cuộc đời lưu vong trên đất Pháp cho đến lúc tạ thế. Có khá nhiều giai thoại xoay quanh cuộc đời vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, trong đó không thiếu những tình tiết đơm đặt, thêu dệt cho thêm phần hấp dẫn. Vậy Bảo Đại là người như thế nào? Cuộc đời ông ta có gì bí ẩn? Để giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về vị vua cuối cùng của triều Nguyễn Việt Nam, tôi đã tập trung tham khảo nhiều tư liệu trong và ngoài nước, kể cả những người thân cận của Bảo Đại và cuốn hồi ký của chính ông mang tựa Le Dragon de Annam, Con Rồng Annam, xuất bản tại Pháp năm 1980. Qua đó hy vọng phác thảo nên những nét chính về chân dung của Bảo Đại. Việc làm này do cá nhân ghi chép, sưu tầm, biên soạn nên không tránh khỏi thiếu sót hoặc nhầm lẫn. Rất mong các bậc cao minh chỉ giáo. Nhân đây, tôi cũng xin có lời cảm ơn gửi đến các tác giả có tác phẩm mà tôi tham khảo và trích dẫn để in trong cuốn sách này. Thành thật cảm tạ. Lý Nhân Phan Thứ Lang, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2017. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.